Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì chủ đề hôm nay sẽ chúng mình sẽ review về các dòng sản phẩm cục đẩy. Mình hôm nay thì sẽ nói về cục đẩy Crown. Một cục đẩy là một cái thương hiệu cục đẩy nói chung là được nhiều người biết đến nhất trong cái thị trường Việt Nam này. Đương nhiên Crown đó như website mình có mở ở phía sau mọi người có thể thấy thì Crown này là một cái thương hiệu đến từ Mỹ ha. Sản xuất thì chắc chắn là của China rồi và được nhà phân phối NG đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Cục đẩy này thì nó sẽ có những cái dạng thiết kế như thế nào thì hôm nay mình đang có ở đây hai series mà bên mình kinh doanh nhiều nhất là dòng series XLI và dòng series KVS, và mình cũng đã mở ruột sẵn ra rồi để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng những cái ruột ra bên trong nó như thế nào. Thì mình cùng với mọi người cùng nhau xem và tham khảo xem cái công nghệ sản xuất của họ là gì nhé. Bắt đầu thôi. Ok, thì mình đang có sẵn ở đây rồi ha. Thì mình đã mở như này, mình đã nói là mình đã mở cái nắp này sẵn rồi. Thì để mọi người nó nhanh hơn trong quá trình mà mình có thể chia sẻ đến mọi người. Rồi, mình để đây đi. Đây, rồi. Bỏ vào bên. Đây, bạn có thể quay kỹ lại một xíu. Đây là dòng XLI ha. Dòng XLI là một dòng nguồn xuyến. Dòng này sẽ là mã là XLI 2500, tức là 500W 2 kênh đó. Nó đơn giản vậy thôi. Thì đây là dòng nguồn xuyến, thì đặc điểm của nguồn xuyến thì mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Nó sẽ có một cục tụ trong đây. Đó, ở đây là cái lỗ ốc mắt vít này. Rất nặng nha, cục tụ này rất nặng. Thường những dòng nguồn xuyến này nặng là do cái cục này này. Rất nặng luôn. Đó, thì đây là cái cục nguồn của nó, ổ điện nguồn của nó. Phần đây là cái phần công suất. Đây nó có phần che, chắc là mình nghĩ là chắn bụi nên mình sẽ không gỡ nó ra. Phần công suất ở trong đây thì đây là nó sẽ có những lá nhôm này để tản nhiệt bớt cái phần công suất này, vì mọi người biết rồi đó. Cái phần mà mạch công suất quá thì lúc nào nó cũng sẽ phát sinh nhiệt, bởi vì cái theo cái đợt một loàn năng lượng thì nếu mà năng lượng mà nó chuyển khi mà đầu vào mọi người ra bao nhiêu á thì nó sẽ phát ra công suất bao nhiêu, tuy nhiên nó sẽ chuyển sang nhiệt năng nhiều. Nó sẽ bị suy hao qua nhiệt năng nên là nó phải có lá nhôm tản nhiệt ở đây. Đó, thì đơn giản vậy thôi, thì không có gì phức tạp. Một cái dòng đẩy Crown KVS, dòng đẩy Crown XLI 2500 ha. Đó, thứ hai là sẽ là một dòng nguồn xung mà bên mình cũng hay thường làm. Đó là dòng KVS, những cái series KVS, KVS 500 luôn ha. Dòng này cũng là 500W một kênh nha. Đó, dòng này cũng là 500W một kênh. Thì mọi người có thể thấy bề ngoài là rõ ràng những cái dòng nguồn xung như thế này, rõ ràng cái chiều dài của nó, cái chiều dài bằng mạch nó sẽ dài hơn cái con XLI một tí. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nhìn chắc nó phải hơn một khúc ạ. Dù con này tầm 30 thì con này phải tầm 35 hơn. Đó, 35 hay 40. Thì với cái chiều dài như thế này thì những cái dòng KVS như thế này bỏ vô gia đình nó sẽ hơi vướng một tí so với những dòng XLI. XLI nó sẽ bỏ vô gia đình nó sẽ gọn gàng mà nó đẹp hơn, nó dễ bỏ hơn so với những cái thiết kế của gia đình hiện tại. Đó, về bo mạch thì rõ ràng mọi người thấy nó rõ ràng nó khác không? Cũng đây bên nguồn này, tuy nhiên nguồn của nó là nó đâu có cục xuyến gì đâu, vì đây là nguồn xung. Đó, mọi người thấy không? Điện đây, điện cắm đây. Đó, mọi người sẽ cắm điện ở đây. Thì đây, cái bo nguồn nó rõ ràng không có nguồn xung giống kia nữa không? Đó, kia nó sẽ có một cái cục xung điện rất là to. Nhưng mà đây thì không, đây là mạch điện tử ha. Đây là mạch điện tử, đó, nó chỉ có những cái lá nhôm tản nhiệt, đây cũng tương tự thôi. Cái mặt công suất thì nó không khác gì nhau đâu. Nào mọi người nhìn này. Mình sẽ không xé cái này ra. Đó, thấy không? Tương tự lá nhôm bên kia thôi, nó cũng là tản nhiệt thôi mọi người. Tức là đây mọi người thấy chỗ này là cái phần phát công suất này. Chỗ này là cái phần nguồn này. Thì với những cái thiết bị mà xài nguồn xung với nguồn xuyến á, nó khác nhau duy nhất là ở chỗ đó thôi. Tức là một bên thì xài những cái nguồn xuyến, những cái nguồn xuyến để dùng ổn định nguồn, còn đây là dùng nguồn điện tử. Thì ưu nhược điểm của hai thằng này thì mình có thể tóm gọn lại cho mọi người là hai điều. Thứ nhất là với nguồn xuyến thì nguồn nó sẽ bền hơn, chắc chắn sử dụng sẽ bền bỉ hơn. Nếu mà có hư hỏng gì sửa chữa nó cũng chi phí nó cũng thấp hơn. Tuy nhiên nó sẽ có nhược điểm là thứ nhất nó sẽ nặng. Đây là mấy cục đẩy mới có 500W một kênh, tầm 1000W thôi. Nhưng còn nếu những cục đẩy như XLI 3500 hoặc những loại lớn hơn thì nó nặng còn khủng khiếp nữa. Bởi vì với những cái cục mà công suất lớn như thế thì mọi người cần một cái cục xuyến nó còn to hơn nữa, nhiều hơn nữa, dày hơn nữa để nó đổ định nguồn tốt hơn thì nó rất là nặng. Đó.
Còn với cái những cái dòng nguồn xung như thế này thì thứ nhất những cái ưu điểm đầu tiên của nó sẽ là nhẹ. Thì mọi người thấy không có cục này chắc chắn là nó nhẹ hơn rất là nhiều. À, thì chầu hầu hết là mạch điện tử thôi. Tuy nhiên nguồn mà qua mạch điện tử thì thứ nhất là cái nhược điểm đầu tiên mọi người có thể dễ thấy nhất, đó là nó bị hỏng, nó dễ hỏng nha. Đương nhiên cái việc hỏng hóc là cái chuyện không ai muốn. Tuy nhiên là về tỷ lệ hỏng á thì chắc chắn mạch điện tử nó sẽ dễ hỏng hơn những cái dòng như này. Và tí dụ có hỏng xảy hóc hóc xảy ra thì bên này sửa chữa sẽ mắc hơn bên này. Đó, thì đó là cái sự khác biệt cơ bản đầu tiên mình có thể phân định cho mọi người, cái nguồn xung và nguồn xuyến nó khác nhau những cái gì. Ngoài ra còn về tính chất âm thanh á, mình nói qua về tính chất âm thanh thì cái này mình cũng đã nói rồi, nhưng mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người với những người mà chưa coi clip của mình thường xuyên. Thì với những cục đẩy nguồn xuyến như thế này này thì mọi người sẽ đánh được cho những cặp loa mà mọi người mà cần cái tiếng nó dày á. Mọi người chẳng hạn những cặp là ba tắc, mọi người mà cần phần lâu phần trầm nó nhiều thì mình xài những cái con xài nguồn xuyến này sẽ tốt hơn. Còn với những khách hàng nào mà thích những cặp loa nhỏ gọn xíu như những dòng Cox 8 là những dòng loa mà bass 2 tấc này, bass 25 này, mà mọi người muốn cái tiếng mid tiếng chép nó phải ngọt ngào thì mình xài cục đẩy nguồn xung sẽ tốt hơn. Đó là hai cái khác nhau cơ bản về tính chất âm. Dĩ nhiên là cái việc mà tính chất âm này sẽ tùy thuộc vào cái gu của người nghe. Cái gu của nghe rất là nhiều, bởi vì cái đây là nhiệm vụ của mình sẽ là phân tích chất âm, cái tính chất âm của nó thôi. Còn cái việc mà mọi người thích một cái chất âm nó như thế nào thì mọi người phải nghe thử trực tiếp tại showroom thì mọi người mới cảm nhận được cái sự khác biệt, và mọi người sẽ đưa ra cái đánh giá, đưa ra cái quyết định mình dễ hơn. Còn một phần nữa mình quên nói là cái phần về sự khác nhau giữa trong bộ mạch của thằng này nữa là ông này á, ông thì chỉ có hai quạt tản nhiệt dành cho cái chỗ khung thấp đấy thôi. Còn riêng bên những dòng nguồn xung thì nó có thêm một cái quạt con này nữa để nó tản nhiệt cho cái khu vực này. Đó, mọi người có thể thấy nó thêm một cái quạt nữa, quạt công suất nhỏ, nó tản nhiệt cho khu vực này. Rồi ok, mình sẽ coi phía sau của nó xem có gì ha. Mình chia sẻ mọi người luôn. Đơn giản cắm nguồn thôi nha. Cái này là cái nút te này. Để ý mọi người, để ý cái này nối te này. Cái này dành cho những khách nào mà không biết á, thì nối te là để ảnh hưởng cho chẳng hạn những nguồn điện nhà mình á, mình không có te á, hoặc là có te á, thì cắm cái này vào để cho nó đỡ bị nhiễu cái nhiễm điện cái vỏ á, làm gây bị giật á, khi mà sờ một thiết bị nó bị giật á. Thì thật ra với những vùng mà điện nó không tốt lắm á, như là mình đi lắp, nếu mà theo kinh nghiệm mình đi lắp á, thì quận 7 nè, Thủ Đức nè, quận 2, quận 9 ngày xưa nè, đó là giật banh xác luôn, nên là cái này là nối te quan trọng nha. Nhà có te thì nối te, không thì xả dây đồng xuống đất cho mình. Rồi, đây là chạm ra loa thôi, này âm dương thôi dễ ha. Cái này thì canon rồi, output rồi. Hai quạt. Rồi đây, cái này thì cũng canon luôn, cái này in tín hiệu từ vang số xuống nè. Đó thì với những khách nào mà xài vang cơ thì mình có thể xài AV, còn không vang số thì xài canon này cho chất lượng nó tốt hơn xíu. Rồi, đơn giản vậy thôi. Đến cái crown KVS 500. Thấy đúng không? Mọi người thấy đúng không? Ok. Tương tự nha, nguồn nha. Te nè. Chạm ra loa nè. Đây có một vang số đây. Cái này hay có cái hay nè. Cái này hay nè. Cái này thì nếu mọi người sử dụng ở gia đình nữa thì mọi người không thấy cái hay của nó, hoặc là mọi người chưa thấy cái hay của nó, nhưng mà với những anh em nào mà xài đi để đi nhau sự kiện này, hoặc là những cái làm những cái phòng trà lớn một xíu á, thì nó sẽ cái cổng này rất là quan trọng này. Cổng này là cổng ao tín hiệu. Tức là sao? Với những dàn karaoke nhà mình nó thường cục đẩy mình để cạnh vang số luôn á, xong rồi mình sẽ câu dây từ cục đẩy xuống vang số luôn á, thì nó không vấn đề gì. Khi mình xài chỉ một cục đẩy thôi. Bắt đầu mình xài từ hai cục đẩy trở lên thì mình phải câu, có phải là nếu mà mình không có này á thì mình phải câu tín hiệu từ hai sợi, mỗi sợi một từ câu từ cái cục đẩy câu xuống vang số hết đúng không? Nhưng một số trường hợp á, mọi người xài số lượng đẩy mọi người xài nhiều hơn, số lượng loa mọi người xài nhiều hơn, thậm chí thêm một cái nữa là cái mixer của mọi người á, cái mixer mọi người không có để gần cái cục đẩy mà mọi người bỏ lên sân khấu. Tí dụ như trong có những trường hợp mình lắp đặt dành cho những phòng khách hàng mà xài chẳng hạn như người ta có cái phòng giải trí đi, thì cái tủ thiết bị của người ta không bao giờ người ta show ra ngay cái chỗ mà cái phòng giải trí đó, mà người ta sẽ bỏ vào trong một cái hốc nào đó, một cái hốc phòng thiết bị.
còn dây nhợ thiết bị là kéo từ đó kéo ra phía ngoài. Thì cái phía ngoài đó chỉ đặt một cái duy nhất là gì? Bàn mixer. Thứ hai là nếu đầu karaoke nếu có. À, thì cái bàn mixer để tại sao để ngoài thì là bởi vì là cái bàn mixer là khi đó mọi người có thể cắm nhạc cũ vô, thì thường dành cho những anh nào mà chơi hơi chuyên một tíu mà muốn làm cái band ở nhà luôn á, thì sẽ có một cái mixer, bên mình sẽ câu cái mixer ra, mọi người cắm dây của mixer đó. Khi đó cái này mới phát huy tác dụng. Khi đó thì mọi người không thể nào mọi người cứ câu dây mà cứ tốn rất là nhiều dây câu từ cục đẩy mà từ trong cái phòng kỹ thuật á câu ra ngoài phía mixer á, câu rất là nhiều như thế tốn dây lắm. Thì với những cái đường link như thế này á, thì mọi người câu qua nhau, link con này qua con kia, link con này qua con kia, link nhau. Vì thực tế là hệ thống sân khấu nó chỉ có left right thôi, thì mình cứ câu left với left, right với right là xong, không phải ảnh hưởng gì cả. Đó, thì mọi người chơi rất là nhiều đẩy như thế này, mọi người câu link với nhau hết, xong rồi chỉ cần một đường tín hiệu duy nhất từ ông này về con mixer là xong. Đó, thì lúc đó thì thứ nhất đỡ tốn dây, thứ hai quản lý nó dễ hơn. Đó. Thứ ba nữa là nói chung nó chạy sẽ ổn định hơn, là việc là mình cứ câu mỗi sợi về. Đó, thì đó là cái tác dụng với cổng này, cổng ao này. Thật ra cũng có khách hỏi mình cái vụ này rồi, vì khách không biết là tại sao lại cái cổng này có tác dụng gì. Đó, thì mình sẽ tiện clip này thì mình chia sẻ luôn. Crown ngoài hai dòng này ra thì mình còn thường làm thêm những dòng STI nữa. Tuy nhiên cái dòng STI thì nó có display bên trong, thì cái ứng dụng của nó còn chi tiết hơn một chút xíu nữa. Dành cho những khách hàng nào mà xài nó quán xá là chính, dành cho những khách hàng nào xài nhiều loa trong một cái quán nhưng mà mọi người không thích xài controller, mọi người mua controller quá tốn tiền thì mọi người bắt đầu mới xài DSTI. Chứ còn nếu mọi người xài gia đình thì mọi người xài DSTI thì nó hơi phí, bởi vì nó có nguyên một cái bộ DSP trong đó, tương tự như là những cái bộ như là SEIC38 mà mọi người xài với IA402 á. Để giảm thiểu chi phí thì mình thường hay ghép crowd XLI 1500 2500 vô trong cái bộ đó để mình giảm chi phí cho khách. Tuy nhiên với những khách hàng nào mà xài từ 4 cây đến 6 cây trở lên trong một cái không gian á, thì mọi người xài những con cái men luôn á. Nhất là những cái DSP đó nó sẽ có sao cân EQ cho mình nè, sound delay cho mình nè, delay sẵn luôn, không có phải làm gì hết. Tất nhiên là không phải chỉnh gì nhiều trên cái con controller nữa, phải không mua thêm nữa. Thì lúc đó bắt đầu nó mới phát huy tác dụng, nó mới có hiệu quả. Chứ còn nếu mà mọi người chỉ xài hai loa một súp mà xài gia đình nữa thì tốt nhất là không nên xài cục đẩy DSP, nó phí tiền. Xài hay không xài nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái chất âm. Ok. Thì video clip đến đây cũng hết rồi. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình. Nếu mà mình nó trong cái phòng kiến thức của mình có thể chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Mọi người có thể comment hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện hotline mình để bên dưới. Thì mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.